Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Tình hình hiện tại thì hơi căng một chút nha các bạn. Đây, để mình quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy không? Khoảng chừng 3 phân, 4 phân vậy các bạn ơi. Thở. Quá căng rồi. Đây, bên đây là đống củi sát cháy luôn nha. Đây thì ba mình đo, ổng nói là mỗi bên hở khoảng 1 tấc. Nhưng mà bò vô tình hình nó sát cháy luôn các bạn ơi. Quá căng rồi. Để mình quay xa xa cho các bạn xem nha. Đây nha các bạn. Sát tường ha. Đấy, còn bờ bên đây thì cái đống củi. Quá căng rồi. Rồi chắc là phải bóc ra một mớ củi để đánh lái mới được các bạn ơi. Rồi em xin mời các bạn cùng theo dõi mình bò con xe ra phía sau nha.
Ok, hiện tại thì mình đã bò xuống ruộng an toàn rồi nha các bạn. Đấy, đây, tuyến đường đi vô cũng khá là gian nan ha. Ok, đến đây thì mình là xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Để các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like và đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.